cho tất cả mọi người đang có mặt trên cái... Ơi, có thằng bắn này kêu. Từ từ kêu ơi. Hai thằng lận. Sao quả đấy không lên đầu nữa ta? Toàn bị móc ở đằng sau à? Toàn móc sau lưng ấy. Chạy đi gần bờ tường mà vẫn bị chết. Sao? Này bắn yếu ấy nhờ. Đậu xanh ghiêu. Đậu xanh ghiêu. Đậu phỏng ghiêu. Đậu xanh. Thì chưa ghiêu. Có đồ mà. Chưa có giáp. À chắc chưa có giáp. Hai ông bắn đau quá. Yes, tôi lên level 39. Giết bồ tôi nè, hư nè. Nó có MP40 tôi không có. Thì bắn xe cũng được. Đấy, cứ thế thôi, cấu rỉa thế thôi, hợp lý. À, bắn hay á. Game thủ chuyên nghiệp mà. Kiện dành cho súng tốt nhất. Ê, đậu xanh. Biết ngay mà. Rồi, thằng kia bị cãi. Ê, đặt quả bóng keo tù. Không, cúi xuống hết cỡ rồi đó, cha nội. Hiểu không? Không. Tôi cúi xuống hết cỡ rồi. Thôi đi, anh im đi. Cái vấn đề là tôi đặt cái bom keo ở đây là tôi cúi xuống hết cỡ rồi nên là nó vẫn... Ơi, cái gì đây? Hiểu không? Cái vấn đề ở đây là tôi đặt cái bom keo tôi cúi xuống hết cỡ rồi nhưng mà nó không được. Nó vẫn vậy. Trời ơi, bắn không chết kìa. Đậu xanh. Trời ơi, trời ơi, đen đấy. Sống kìa. Sống kìa. Rồi, chết luôn. Chết đi. Trời ơi. Ôi. Ui, chết. Ôi. Tí tôi có hai like luôn. Chị đang có mặt trên kênh của mình nha. Nhìn đồ đi kìa, cao thủ không à? À, vòng quay may mắn nè, đầy đủ luôn á. Chị uống đẹp chưa? Batman. Cao thủ không à, nhìn lên bảng bảng điểm đấy kìa, tôi 130 mấy mà ván này coi vi vu gì kìa, đến 200 mấy luôn à, kinh không? Ui trời ơi, vô nhầm cái nghĩa địa nè. Giao tranh xảy ra ở đây, ôi trước mặt dưới kìa. Rồi một gục, xuống. Đậu xanh, yếu rồi. Nó đang chạy xuống hết. Rồi cứu đi, cứu được. Ra sau đi, cứu được. Rồi bắn nó đi kêu, ra bắn thôi nha. Đứng ngay chỗ tôi ra bắn thôi nha. Ok.
Lên 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 lên. Vivu kìa, trên bảng xếp hạng thấy không? Vivu gì đó kìa. Luôn. Ấy, con người, đậu xanh, dựng mông keo lên đậu xanh. Ôi. Kinh thế. Ôi. Kìa rồi xong 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 xong. Xong. Rồi, múa nữa kìa. Ừ, nó có súng rồi kìa. Nó đây nè, nó đây nè. Này bản đồ kho báu của tao nè. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy bản đồ kho báu của Cao chưa? Đứng đâu không đứng. Hai người nha. Hai người nha em. Hello, Kimochi. Đâu? What? Có thằng nhảy trên nè. Kìa. Tôi canh me ngay chỗ chỗ có người nhảy trên nhảy đó. Nằm. Ấy. Còn còn trong túi chỗ túi chỗ túi. Ok, tôi đang qua nè. Từ từ ad, từ 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 từ. Rồi. Hello. Chị tưởng gì? À, đây nè, đây có thằng nè. Đây có okay, thằng này kêu. 100 mét nhá, xa lắm nhá. Hai thằng lận. Tôi không qua kịp đâu. Hai thằng lận. Ok. Tôi đi gần đâu lắm đấy. Bắn trước tôi không qua kịp nhá. Nóc này. Lê 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 lê. Đấy, người ta bồi đam ra bao nhiêu. Không ông này, ai hết tôi xem. Lên xe lại kìa. Lấy thính. Một gục. Clear. Bên kia gọi thính. Ok. Không phải nhà dưới, đâu gốc cây á. Cục đá hay sao á. Đây này gốc cây. Ấy gì đấy. Nè. Đây này gốc cây nè. Đặt bông keo hả? Để đó, đứng đó đi, đứng qua đây xây nó đi. Tôi đi qua bọc đường. Nó đẩy sang trước mặt rồi kìa. Đang đây, đang bị lỗi tâm. Hay quá. Rồi rồi, ok. Tôi cover ngay sau mà. Hay quá. Kìa kìa, còn trên đồi kìa. Còn trên đồi. Okay. Trên đồi nhà, cửa nhà. Rồi, một gục. Cậu chỉ bắn nó vào cái chảo của tôi thôi. Một gục, à, sao gọi tiếng xanh kìa. Thằng trên đồi cửa nhà một gục. Đang lên. Bỏ đi em. Đẩy luôn hả? Đẩy luôn. Đợi tôi nha. Một gục là đang yếu. Bắn bệ giáp rồi. Như ở đây hai thằng. Hai gục. Một gục. Ok, tôi đang đến. Vẫn xa nhá, 40m, 50m. Tôi không lên kịp đâu. Rồi, lên. Hay. Một gục. Vãi. Sướng thế. Bây giờ thấy bụi cỏ không? Hai đứa ngồi ở đấy hợp á. Đúng rồi, ok. Từ từ đi nè, từ từ. Mắc làm gì? Cứ okay, để nó lấp lánh thôi. Ok. Rồi. Tháo ra. Tháo ra làm gì? Để đó. Tháo ra cho nó lấp lánh. Nó tào lao. Có người đâu. Nó không biết đâu. Giờ bây giờ mình có giảm thanh hết rồi đúng không? Mình cứ sấy thôi. Ngồi đây đi. Chiến thuật mà. Yên tâm đi. Tính tôi đi. Một viên phóng lựu là chết hai đứa là lo gì? Ok. Đợi chạy qua đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà người ta sẽ nghi ngờ ngay. Người ta làm gì có chuyện có bụi cỏ ở đây. Làm gì có. Sao?
mấy thanh niên kia chỉ có không để ý thôi chứ không phải là nghi ngờ. Nó tới gần là nó đã chết rồi, hiểu không? Bây giờ tụi có phóng lựu với mình cứ ngồi đây, mình cứ di chuyển chậm chậm, nhích nhích vậy nè, nhích nhích tới cái vòng bò trên đây, bên này, bên đây. Nhà lờ, nhà gà, nhà gà. Nhà gà, nhà gà. Nhà gà sẽ chạy bò nè. Sẽ chạy bò nhích lên xíu nữa. Từ từ đó. Sẽ chạy bò ra xe. Đấy. Trí thông minh. Đưa cái đầu, xé cái đầu ra coi. À, tôi lỗi rồi. Cái đầu ông. Rồi. Trên nhà. Từ. Ngồi im coi. Hãy cứ tiếp. Không đi. Đầu xanh. Mình chả thấy gì. Ê, nó ra kìa. Ok. Từ 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 từ. Chả thấy cái. Rồi rồi, lê 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 lê. À, chết đi rồi. Từ từ, ra sau coi. Nhìn ra sau. À, mình trong bo mà lo cái gì. Like đi chứ, đúng rồi, like đi chứ. Nhìn lên. Bây giờ mình nhích nè. Ôi, tôi ra rồi, tôi thấm. Ra rồi hả? Từ 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 từ. Ê! Ui! Ta soi hết rồi. Ôi! Ôi! Sau! Sau! 300, 300, 300! Đậu xanh! Hết bom keo! Trời ơi, bấm lột súng, bấm... Đặt đặt bom keo mà bấm lột phóng lựu rồi. Vãi cả lèn á, đấy. Cảm ơn nha, bom keo còn không? Còn không? Còn 3 quả. Trời ơi, còn 3 quả, không chịu quả, đậu xanh. Không xin đâu. Phải lấy. Ủa vãi cả lèn ở đấy, mọi người thấy không? Tự dưng mình bị thò ra, ông hét nó đi nhanh lắm. Lọt đi tầng 2 luôn, không vào lại được. Tuyệt 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 tuyệt. What? Ui, chọc mù mắt tôi đi. Chiến thuật như lẹt. Tại lò đó. Này. Tại ông lò đó, trời ơi, giết 11 kill kìa. Ôi, file lại đầy luôn. Thuật nè. Đây lên điện thoại cho có à. Ấy à, tao sao S rồi, đâu quá. S, S cái S à. Ui, đưa con núp ạ. Phải đâu? Cả lên. Tao sau 1x5. Vãi cả, tôi nói cho ông 1x5 đấy nhở. Đấy, phải xuống mới thấy. Không lấy sao thấy được, thấy quá xa rồi, không loát map đâu. Xuống tí nữa. Cho nó lên. Ok. Ờ, nó chạy lên đấy, thấy ok. Cho nó lên. Ok. Có khi đá chim mới cẩn thận, biết là biết lên. Ông ở đây luôn đấy. Biết rồi. Biết chưa, chạy vòng. Phải cả rình á. Thành điện này. Mấy thằng ta? Mấy thằng ta? Một. Sao lại có thanh niên ở đây ta? Giết người ta đi, người ta núp cây đấy rồi thấy là biết ai hết đây rồi, đá stream. Biết rồi kìa, làm gì có chuyện chạy đến đây chứ không vào lút đồ mà lại phải luôn ra cây kia núp để núp ai hết. Ờ, chết hay sao kìa? Chết đâu? Vừa thấy có hình như chết thẳng cẳng sao ấy. Đồ kia có cái gì ngon không? À chưa chết. Có gì đâu, cũng Ska với cho cái tay cầm ba làm gì có đâu. Ai trên mặt. Biết ai ở đây rồi, nhìn nó biết. Đấy, đấy thẳng kia, đường thẳng này không chạy đâu, giết. Yên tâm, nó còn mấy cây dừa mà lo gì. Ok, đợi lút đồ để bắn nó đầu hả? Đúng rồi. Rồi. Chơi bạn tôi nè. Ủa ok, ba chú bật nè. Trời ơi, tay cầm ba kìa. Ôi, cả đống luôn. Đừng đùa với tôi. Lều lêu. Lều lêu. Lều lêu. Lều lêu lều lêu lêu. Ồ, thanh niên kỹ quá ha. Chơi chắc, chơi chắc. Chơi chắc quá ha. Đang cứu xe kìa. Một gục. Đấm bông kèo.
Tôi dư đạn. Chết đi. Hư này. Chết chưa? Xong. Hay. Good. Cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.